Xin chào các bạn. Vậy là cuối cùng khóa của chúng ta đã kết thúc qua bài số 45, đó chính là bài tập dành cho các bạn để có thể là giúp bạn thấu hiểu bạn đời của mình hơn thông qua 4 mục như sau. Bạn có thể vẽ ô như trên hình ảnh mà chính đang chia sẻ với các bạn. Đó chính là ô hành động, ô mục tiêu, ô thời gian bắt đầu và ô thời gian kết thúc. Bạn hãy ghi lại những cái hành động mà bạn sẽ làm để sửa mình, để giúp cho bạn đời của mình sửa mình và sửa chính bản thân của họ. Và xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chính trong suốt những cái video học vừa qua. Và các bạn đừng quên, đó chính là cho chính xin một like, một subscribe qua các nền tảng như YouTube, Facebook và TikTok. Các bạn chỉ cần tìm tên của Đức Chính, đó chính là Nguyễn Đức Chính Official. Và xin chân thành cảm ơn các bạn đã hoàn thành được khóa học và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn, niềm vui hơn nữa trong đời sống của chính các bạn.